cực thùng a chế xuống trần quá mình a ngay vàng viên trần a tìm lối xuống nhà sáu năm khổ hạnh rừng già
chư thiên linh anh linh chiến sĩ trọn vong đồng bào tử nạn quanh hồn uống tứ thương vong thừa tư phật lực thừa tử công đức tốc thoát ta bà cao đăng phật quốc phổ nguyện âm siêu dương thái hải yến hà thánh pháp gia chúng sanh tình dự vô tình giai cộng thành Phật đạo từ bi Phật đương nguyện chúng sanh thế giới đại đạo Phật vô thượng tâm từ bi Phật đương nguyện chúng sanh tâm nhập kinh tạng sau giờ thả bong bóng thì quý đạo tràng chúng ta ngồi nén lại một tí nữa để xem hết cái chương trình ca nhạc, rồi sau đó thì quý vị tấm Phật, tất cả đạo tràng chúng ta tấm Phật rồi mời dùng cơm buổi trưa, rồi sau đó là chúng ta sẽ hoàn nguyện. Thầy lên cắt cái bong bóng đem lại đây, mở bong bóng đem lại đây. Trước khi thả bong bóng thì quý vị cho một đàn pháo tay thật là dài để không đỡ lúc thả rồi mới vỗ tay chứ thả mới vỗ tay, để cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình. Quý vị mở trước thì sau đó đợi nhất là quý vị mở. Rồi, quý vị vỗ tay lên nha. Đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thời gian nó vẫn còn sớm đó, quý vị nén lại một chốc lát để xem hết cái chương trình văn nghệ rồi chúng ta dùng cơm cho nó được ấm bụng. Ai vậy đâu?